À, thân mến của Tùng Audio, Hải Dương lại tiếp tục về dòng đẩy BVK K30 Plus, phiên bản cao cấp nhất của dòng đẩy BVK. À, bên Tùng Audio hiện nay đang có giá cực kỳ tốt, em báo giá luôn ở đầu video cho anh em nhé. 7.900.000 đồng với em BVK K30 Plus này. Em nghĩ đây là mức giá thành phù hợp với một con đẩy cực khủng với 4 kênh, công suất 1000W cho anh em mỗi kênh. Đấy, anh em chơi phóng hát gia đình với mẫu này thì quá ok rồi. Đặc biệt anh em đi làm sự kiện với một BVK K30 này thì anh em đánh yên tâm về cái chế độ đánh của em này, cực khỏe, cực sáng tiếng, cực chắc tiếng với em BVK K30. À, anh em nhìn thấy ngay phiên bản hình thức cho anh em, đây là phiên bản màu đen và mặt trước thì sẽ có lớp nhôm bọc bên ngoài của mang thương hiệu của BVK K30 Plus, tên model cho anh em. Cái mẫu này thì em thấy nó làm đánh giá về cái mặt hình thức, nó thiết kế khá là đẹp mắt, với bắt mắt với cái chế độ người dùng cho anh em. Nút công tắc nguồn sẽ được làm thủ thuật phía sau để đảm bảo bác anh em sử dụng cái an toàn. Ở đây sẽ là 4 phím volume âm lượng tổng cho 4 cổng loa ra. Đấy, anh em có thể điều chỉnh độ nhạy tiếng to nhỏ qua phần 4 volume này nhá. Rồi, ok, ngay bây giờ em sẽ quay cho bác một chút về cái thiết kế của em BVK K30 này cho các bác và anh em dễ hình dung. Đây, đây là mặt chiều ngang của em K30 Plus các bác nhé. Độ dài ổn định cho anh em và em nghĩ là cũng khá thon gọn cho em bác và anh em để phóng hát gia đình, không tốn quá nhiều diện tích với em BVK K30 này. Đây, đây là mặt sau của BVK K30 với hai quạt gió mặt mát ở mặt sau cho các bác và anh em sử dụng thì yên tâm, luôn luôn trong trạng thái là mát, nên là nguồn xuyến đồng đánh thì chắc chắn rồi, bền bỉ, dẻo dài, đánh cực sáng, cực rõ nét với em BVK này. Em cũng đã có làm những video test chất âm của mẫu K30 rất là nhiều rồi. Em có thể là quay lại video cũ của Tùng Audio để xem em test chất âm với mẫu K30 Plus này. Đấy. Và em sẽ thông báo một chút về cái mặt sau cho bác và anh em, bao gồm những cổng dây ca lông cho bác và anh em cắm sang cục đẩy hoặc âm ly. Đấy. Ngoài ra thì có giắc cắm new chic cho bác và anh em cắm những giắc cắm hiện đại để anh em cắm ra loa. Vẫn còn sử dụng giắc cắm truyền thống anh em cắm vào những dây giắc cắm đen đỏ này cho em nhé. Đấy, anh em là sử dụng dây giắc cắm truyền thống. Ngoài ra thì với mẫu BVK K30 đương nhiên rồi, vẫn đầy đủ chế độ đánh cho bác và anh em. Có sitel, có banel, có bờ rai, đánh chập kênh, đánh riêng biệt. Nếu anh nào đánh chập kênh thì nhân đôi công suất, đánh khỏe hơn để đảm bảo cho bác và anh em chơi nó được uy lực mạnh mẽ nhất với những cặp loa của bác và anh em. Đấy. Và đây là dây nguồn của BVK K30, các bác thấy đúng không ạ? Đấy. Dây nguồn của K30 thì em nghĩ là một cái dây nguồn cực kỳ khủng, rồi quá to. Đánh thì anh em yên tâm, không bao giờ sợ chập cháy lổ với cái dây nguồn như thế này. Yên tâm, mẫu của K30 Plus thì bên em bán rất là nhiều hàng rồi và anh em cảm thấy rất là ưng ý với mẫu này. Đấy. Và anh em nào chơi sự kiện thì liên hệ qua số điện thoại Tùng Audio Hải Dương 0979629336. Luôn luôn có mức giá ưu đãi nhất dành cho cái dòng sản phẩm BVK K30 Plus này cho anh em nhé. Và ngoài ra thì luôn luôn có chế độ bảo hành bên Tùng Audio là 12 tháng và một đổi một trong vòng 1 tháng. Tiếng chơi âm của K30 thì em đã nói rồi, tiếng uy lực mạnh mẽ, sáng tiếng, rõ nét, đánh giòn tan cho bác và anh em chơi phòng hát gia đình. Và đặc biệt anh em làm sự kiện với mẫu này bền bỉ, dẻo dai, phục vụ tất cả anh em làm âm thanh. Ok, video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.